lấy cái collection của mình. Thì cái collection của mình cũng không có hoành tráng lắm đâu. Và mình chỉ cần sử dụng trong khoảng thời này thôi, bởi vì mình sợ hết hạn sử dụng với lại học sinh cũng không có điều kiện để mua nhiều. Thì mình đứng ở phần xâm dự trước nha. Thì đầu tiên là mình có xâm dự của The Body Shop, mùi Việt Quốc Blueberry. Và khi thay thì nó hơi tím tím và nó có một cái lớp bóng nhẹ, nhưng mà mùi rất là thơm, mùi mà chỉ muốn ăn thôi. Tiếp đến là son dưỡng chất stick mùi cherry, thì mình có thích mùi cherry luôn. Son này không có màu và bô cũng không có cảm giác khó chịu đâu, và nó còn có chống nắng 100% nữa. Bô son cũng giống như đang kiểu vậy á, cũng tương tự với trái chuối này Tony Moly. Bỏ ra một cái là sọc mùi chuối luôn. Chất sơ cũng dạng gel, à không, dạng sơ bóng á. Đây là son Vaseline chiết xuất từ hoa hồng, cánh hoa hồng giúp cho môi của chúng ta mịn với lại ửng hồng lên. Thì lúc mà bôi lên thì cái lớp sau nó hơi bị dày, nó hơi bí môi hơi khó chịu, nên mình đã đem bôi trước khi đi ngủ. Thì sáng mai môi mình sẽ rất là hồng đó. Nè, son trứng thì ai cũng biết ha. Đây là mùi Summer Fruit là mùi dâu cây. Mùi Summer Fruit là mùi kiểu trái cây nhiệt đới á. Và đây là son Diana Sui thì mình chưa dùng bao giờ, nhưng mà da nó quá xinh xắn nên không đỡ dùng. Mà mình và chất son Việt cũng không có nhiều lắm đâu, có một cái gương bên trong nữa, nên mình chỉ để dành dùng để kiểm hoa tặng hoa thôi. Tiếp đến là những cái hải son mà có màu. Đầu tiên là son thải, son thải cafe nè. Màu đỏ khá là chuẩn, và nó có một cái mùi mọi người bảo là hắc, nhưng mà mình thấy mùi son này trên bột cafe nghe thơm à. Nhưng cái kè độ mực thì cái này vượt trội hơn hẳn, cùng là hàng Rockstar, không, cái này rẻ hơn. Nhưng mà sau khi tạo hai em này về thì mình đã bỏ rơi em này luôn. Đây là màu nút Kairos, màu 656. Bên cạnh cũng là em Henny Matte đó, nhưng mà màu rượu vang 695 Diva White. Màu này, cái màu này thì bực rất là tông da của mình, làm cho da mình trắng lên. Đây là chi phí điểm môi của Etude House. Nó chi đi điểm môi với lại nếu mà mỗi ai bị thanh nên mà không chuẩn thì hãy bôi một lớp lót nhẹ ở dưới. Đây là sao của Etude House luôn. Mà không nhớ là cái tên gì nữa, nhưng mà đây là một cái màu hồng phấn rất là đẹp. Và nó không được bề màu nên mình không thích lắm, phải giảm lại nhiều lần. Với nó thích hợp cho những ai mà bôi khô. Là son Bonjour Babette màu Beach Club thì quen thuộc rồi ha. Chất son kem định mượt mềm lên nha, và có thể dùng được cánh má luôn. Màu cào. Đây là son Sweet Cream Skin Glow, vừa là son dưỡng vừa là son bóng luôn. Đây là bản dốt của Dior. Đây là màu hồng baby. Có là nó sẽ màu cho, nhưng mà để bộ hồi nó sẽ màu hồng lắm đấy. Đây là màu mà nhập son đó, mà là màu hồng tím. Đây là màu tím đầu tiên của mình, bộ cũng thú vị lắm. Nhưng mà phải biết cách thích hợp nó với cái kiểu make up thích hợp, chứ không thôi là tự nhiên như sáng chết trôi á. Đây là màu cam. Cái màu cam này thì lần đầu mình mua nó là một màu cam trong, nhưng mà để một thời gian nó lại ra một cái màu cam kiểu đậm đậm. Nếu mọi người thì sao, mà mình rất thích xài son gel như là mấy dòng son chin này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nha, tạm biệt các bạn.